Chào các bác nha. Rảnh rỗi quá đi thăm các bạn ong đây ạ. Đây cũng thấy một số các bạn mang về là có phấn màu vàng đó. Chắc là đang là phấn vàng này chắc là cỏ kim. Với cả chỗ em cũng đang một số ruộng ngô cũng đang bắt đầu trổ bông rồi đấy, có phấn rồi đấy. Con kia không mặc đồ bảo hộ cho nên là không dám lại gần, chỉ ngắm các em từ xa. Đây đa số các bạn ở nhà, các bạn nhỏ ra tập bay, còn một số bạn đi làm về thì con nào cũng hai bên cộng là vàng óng à. Sợ các bạn ấy đốt lắm. Đây mấy bạn học thợ, ong non đang đi tập bay. Đấy, bạn kia về đỏ chưa? Bạn này thì đang bẫu trên thành tập bay đây. Đấy. Thực ra thì nuôi ong cũng không vất vả lắm đâu. Công việc thì nó rất là nhàn. Có điều là nó giết thời gian và nó cứ... À cũng không phải giết thời gian, nhầm. Nó phải tỉ mỉ ấy. Công việc thì rất là nhàn hạ thôi, chẳng có gì cả. Nhưng mà một khi đã đam mê rồi thì không nói trước được điều gì. Đấy, hai bạn này về đó chưa? Em đi sang tổ khác xem là các bạn ấy đi làm việc như thế nào nhá. Đây, tổ này có vẻ trầm hơn. Đi làm về phấn còng hơi nhỏ. Đây em đang để ong dưỡng tại nhà để chuẩn bị thu mật bạch đàn với cả mật keo. Chỗ nhà em thì có mật bạch đàn. Mùa này lượng mật cũng khá đấy ạ. Phấn vàng nhỉ. Rồi mình sẽ đi sang một tổ khác. Sợ đốt lắm. Đây em để ở cái khu vực này là toàn là nhãn già như các bác. Nhãn này cổ thụ lắm luôn rồi. Mà lại không thu quả. Cho nên ong nhà em lấy mật thoải mái luôn. Không phun nước sâu. Đây là... Em để tại khu vực của đền Thánh Hóa. Cho nên các cụ ở đây không phun thuốc sâu lên nhãn, mà toàn là nhãn già thôi. Nhãn nhà già thì nhiều mật hơn là nhãn non. Mới là ông để mấy chục tổ ở đây. Đây tổ này có vẻ đi làm ác phấn về nhiều hơn này. Vừa nhìn thấy hai em mang hai còng phấn về mà đâu hết rồi. Đấy. Em kia thì đang tập bay. Đấy, phấn đỏ chưa? Cứ bay về từng con một. Phấn về rất nhiều. Đấy, con này đây này. Đấy.
Buổi trưa cứ ngồi ngắm các em này hết buồn ngủ luôn. Cái mùa này mà sau khi mà mình thu hoạch vải nhãn ấy thì nếu mà ở khu vực các bác mà đa số là các mình cần phải bổ sung thêm phấn cho ong để có thể đẻ lại vực lại sau. Ui, đồ này thích chưa? Bây giờ làm sao là bị bít tắc ở đây thế này không biết ở đây. Ùn tắc rồi. tắc đường. Các bác đi làm về đông nhau quá tắc đường. Rồi mấy cái bạn ong non này cứ lằn vờn ở đây cho nên là các cụ đi về không biết tránh đường gì cả. Thì sau nhãn ấy thì các bác phải lên vực lại đàn ong bằng cách là bo thêm phấn nhá. Nếu mà khu vực của các bác mà không có các cái nguồn phấn, ví dụ như cỏ kim, ngô, thì các bác lên vực đàn ong bằng cách cho ong ăn phấn. Thì em sẽ làm một cái video chia sẻ đến các bác cách mà bo phấn cho ong sau. Thì hôm nay em chỉ làm cái video đơn giản là thăm trại ong thôi, thăm các bạn ấy đi làm về. Rồi, em sẽ đi sang tổ khác. Bên này có vẻ rất nháo nhác à. Đây, không biết là ông dùng những cái ký hiệu gì. Bố em cũng có tuổi rồi cho nên là ông làm kính của ông tỉ mỉ á, cẩn thận lắm. Cái gì chúa đẹp đấy. Chắc thùng này chúa đẹp. Các bạn này đi về đông nhau thế. À, chắc là đi bài tiết chắc. Đây chỗ này là các bạn đang đi bài tiết. Chỗ này chắc cũng vậy. Đây ông cẩn thận, ông tỉ mỉ, ông làm, ông sơn từng cái thùng một đấy. Bên nhà em thì có bán mật ong nhá, ong giống, sữa ong chúa, phấn hoa. Tất cả các cái vật tư ngành ong em đều có cả, nhưng các bác có nhu cầu thì có thể alo cho em theo cái số điện thoại là 0392 076 066. Có thể góp ý bình luận cho em ở dưới phần bình luận nha các bác. Đây chỉ là buổi xưa ngẫu hứng. Các bạn này chắc là đi bài tiết đây. Đấy, phấn về đi làm về cũng nhiều luôn này. Phấn đỏ ao luôn đấy. Trời ơi, đông nhau quá. Sợ bị đốt lắm. Đây ông để chắc tầm 30 đàn. Chủ yếu là để giới thiệu cho khách thôi, chứ còn ong nhà em thì em gửi xung quanh nhà. Khắp lắm mọi lời em cứ gửi chia ra. Mỗi một chỗ 20-30 đàn, 50 đàn. Đấy, cho ong nhà em thôi.
ơi là muỗi lắm các bác. Em xin chào các bác nha, em xin kết thúc cái video tại đây. Hẹn gặp lại các bác trong các cái video lần sau. Chào tạm biệt ạ.